dương ai phơ thầm tại system analysis and design anh nó có ai chụp nơ khe chụp mùi nâng style viết ở mùi mình đang khai là việc khó khăn liên tịch cũng đặt tiệp cũng đặt cua hay mới tiếp dương ai chụp nơ software engineering anh nó có ai chụp đấy hay cho miên muốn đôi chỉ miên đài phải không ok chứng nó khăn ông nâng cứ lục bù check mơ tẹt tông chụp mùi nâng cost outline tức vì ai thử khăn mà chụp nốn chẳng hạn chuẩn đoán đa thực nghĩa là cuộc cắt chào đồng bây cũng oi dương riêng tại đài tại đài hay chuẩn đoán đa software engineering là khoa khác là cuộc chôn màu bình thể chẳng bởi vì còn sắp tới vì viên tập lâu tập mùi vậy chẳng system analysis mùi hay nâng software engineering phí hay nâng OOAD đi bầy ok chẳng tẹt tôn chỉ mùi nâng OOAD ní là cuộc chăng xong recommend phí tầng ốc nền tích tha dương cua tại rực do programming nào muối do việc mà apply thì dùng cua tại Python là đấy rồi còn dùng cua tại từ đồ từ Java rồi còn dùng cua tại chuẩn mùi nâng tại trong mùi đi trang của bởi dưỡng nông Python nâng rồi còn rồi phía xa nào mùi xì xa bây chân tử chân tại xa tại việc đào lư object oriented chân dùng ai rồi phía xa nào muối vô bật của chữ cool rồi còn dùng chồng rốt hay là sai từ tam chrome nên các anh chị chơi cái bàn này. Tại sao ấy? Tại sao phía khác cứ thở cá phở concept bộ OOP chứ là cũng cho anh đó này apply apply OOP cho máu chứ OOP từ lưu Java OOP lưu C-Sharp rồi có OOP lưu Python ok, rồi có dương rưu dương muối thôi chị cố lấy research từng học này chờ thì họ ra Chrome khác còn bạc cài Java tới Chrome khác còn bạc cài Python tới Chrome khác còn bạc cài C-Sharp tới bên ta dương vô mùi chữ cố lấy chẳng dương từ nhẹ để ọt bạc cài Python về bàn Python hết thời tôi research tập thêm để tôi mới program được ngọt nâng ok hay ở đây đây là khu min suggestion là khu min suggestion mùi cứ Spring Boot và Java chứ mà dân dân được ngọt nha ở đây score Spring Boot tế nhưng anh thì explore một clean tích tự ok và đây mình là khu tôi research cho mùi nha cứ tôi ngọt nha research tại tại Chrome nha dương nghị và đây anh exchange nha tôi gặp nha mình bỏ sát màu rồi gọi dân kết tháng ở đây nhóm và cài phía xa Java chiên rồi có xì xa chiên chứng xong apply cho xì xa về chứng anh suggestion bằng nâng vào bình bản bằng tay bỏ chỉ recommend lực hú của tay từ explore với Spring Boot tịch để ra bài trưởng bón vì có miền tìm xa đài thì mùi thì phí bởi dân 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 trong channel và time vì viết có ai tự bàn đài ok chứng cho mình muốn dân score vì Python hào vậy ai cho đo từ data science class cho từ machine learning class tới cho từ Django class web development ok hay là lớp version dùng tập Python tiết ok nè để con bắt cài Python sạp hay con chấp đam nhà rộng tha tận đài chẳng version gì dùng tới Spring Boot nè để admin concept Spring Boot để ai tự research bật thay chẳng có bán trên này đang bật thay bình đẳng này ok chúng nó khi nông tập trung với cost outline dưới vì ai miền chuẩn định mà chuẩn luôn để chọn khi chúng mình nâng software engineering chúng mà lại là chọn những anh nông tục bản chúng mình learning outcome bởi dưới ok phụ lực vô màu chúng luôn cũng phần chuẩn định đây chuẩn định tìm mùi nâng cứ dừng dạy dòng phi khi concept này object oriented analysis hay nâng design ok chúng nó khi nông nâng có vì ai tập trung chúng mình nâng OP đại để sao việc hơi chúng mình nâng object oriented tận đại ok hai tiếp pi cứ tạo tương chỉ mùi nâng object oriented principle sẽ mẹp system development bởi dương hai nâng tiếp bay nó cứ dương apply từ lơ dùm l modeling chẳng thể chụp dùm l tiết đây nó có lại nè và bây giờ dùm l nó có lại nè và hai chia smoke smoke chiêng lực nguồn tịch tại sao ấy nó dương có đọc từ lơ ok OO analysis and design ok hai tạo tương chỉ mùi nâng chỉ nói tiếp 4 thu lược vô tiện tông mùi gather, validate hay nâng document user requirement chẳng tiện tông mùi ca bằng một đông hay đạt sự phụ lộc hiệp ai từ lưu ai cả xa để dân thở ca dùng một prao nâng dân đạt bài của mình ok hay chẳng nói tiếp prao này cứ lùng hạt sọt tiện tông mùi ca design hay nâng implement object oriented system của dân chẳng là tiện hoa dân miên bèn system mùi tiện tông mùi ATM chúng ta phải đề miền bài hà từ lưu process nam mùi nông ATM nâng dương cụ đọc sẽ việc bài mệnh chẳng dương thử riêng structure ở kia mà ok và to mà tiết đi bộ mùi chẳng dương dây MP software testing process tích chẳng được lại ní
ខ្ញុំសូមបដោតតែទៅលើ process នៃការធ្វើ software testing អញ្ចឹងបងបងដែលធ្វើការនៅក្នុង software development ហើយជាជួបច្រើនអូខេតើតើមួយ software testing ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងមានមួយ team ទៅគាត់ develop មកហើយអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដើម្បីអាច testing បានហើយសម្រាប់បងហុកប្រហែលជាឆ្អិននៃកន្លែង software testing ហ្នឹងគាត់ test ទៅលើ network ធ្វើម៉េចយ៉ាងដឹងថា network នឹងដើរអត់ស្រួលហើយវាមាន case បែបម៉េចអីម៉េចម៉េចអញ្ចឹងយើងមាន process របស់វាអញ្ចឹងជាទូទៅប្រើ process process បងសម្រាប់ identify ទៅលើបញ្ហាមួយហ្នឹងមានជា software អត់បាទកាន់តែទៅ check យកហ្មងឯងបងអញ្ចឹងតាមដែល network ដូចជាឧទាហរណ៍ថាវាដាច់ខ្សែអញ្ចឹងយើងមានអីសម្រាប់សម្គាល់ថាអា network មួយឡាញហ្នឹងដាច់មានអត់ទេខ្សែ tester ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអា tester ហ្នឹងឯងដែលវាបង្ហាញពី software testing process របស់យើងអញ្ចឹងគេចង់ program មកគេប្រើ hardware បែបមកអាច test វាបានអូខេអាហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែង server testing អញ្ចឹងយើងមិនផ្ដោតតែទៅលើការ develop ទៅលើ source code ទេអូខេអញ្ចឹងយើងអាចបែងចែកទៅជា network ជា business flow ឬក៏ជា coding របស់យើងក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ coding គេមានអីគេមាន unit test គេមាន autonomous test ឬក៏ test អីផ្សេងទៀតទាំងទៅចុះសម្រាប់network វិញមានអីសម្រាប់តេចុះសម្រាប់ business flow វិញតើយើងប្រើអីសម្រាប់តេឧទាហរណ៍ថានៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនណឹងមួយគេមាន flow business របស់គេអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់បែបម៉េចថាកន្លែងហ្នឹងគឺមានបញ្ហាបើមិនជាយើងអត់កែ flow នឹងតិចតើណាលោកឧទាហរណ៍មួយចុះនៅតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យរដ្ឋតាក់ទងមកការរត់ឯកសារអញ្ចឹងសម្រាប់នយោបាយឋានលោកគ្រូគឺត្រូវឯកសារត្រូវឆ្លងចេញពីការិយាល័យតខ្លួនអញ្ចឹងការិយាល័យមួយហ្នឹងមានការិយាល័យមាននយោបាយឋានបន្តមកទៀតមានលេខាហើយបានរត់ចូលទៅដល់អគ្គនយោបាយឋានហើយចូលមានផតកាល័យហើយបានរត់ចូលទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងមាន6 process អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី business process អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពី business នៅ organization ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពីរដ្ឋមន្ត្រីចុះមកគាត់តកាឡៃចុះមកអគ្គនាយកចុះមកលេខាចុះមកដេប៉ាតម៉ង់ចុះមកការិយាល័យតើតើវាមាន process ឯខ្លះចឹងក្នុងការ process ឯកសារឧទាហរណ៍ឯកសារសុំច្បាប់នេះមួយគេដាក់ថាឯកសារហ្នឹងត្រូវតែមានសញ្ញេពីរដ្ឋមន្ត្រីចឹងដើម្បីអាចរត់ពីការិយាល័យទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីបានយើងមាន flow 1 2 3 4ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគូ process flow ហ្នឹងហើយយើងមក analyze ចឹងសួរថាយើងប្រើ software អីឬក៏ប្រើ process អីដើម្បី analyze ដឹងថាឯកសារហ្នឹងមានបញ្ហានៅដំណាក់កាលនេះមួយឧទាហរណ៍ដំណាក់កាលលេខាធិការពេលដែលរុញឯកសារទៅអូខេ process ឯកសារយើងកំណត់តែ3ថ្ងៃឯងទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីស្រាប់តែយើងចាយពេលដល់ទៅមួយអាទិត្យនៅត្រឹមលេខាធិការឋានឡើយឯងអញ្ចឹងសួរថាកន្លែងហ្នឹងគឺមាន problem សម្រាប់អូខេសម្រាប់ process យើងឯងអូខេវា process ឯកសារទៅអត់ត្រូវទៅតាម duration របស់យើងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី business ខាតបាត់ដែរដឹកជូនឲ្យគេកំណត់3ថ្ងៃដល់ពេលហើយរហូតដល់អូខេ7ថ្ងៃទី1ខាតថ្លៃធ្វើតំណាអូខេទី2ខាតថ្លៃបុគ្គលិកទី3ខាតថ្លៃអីអតិជនរីកមិនមកវិញអូខេដឹកជូនតំណែងអត់តាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីអាច identify ថាអូកន្លែងហ្នឹងគឺ problem ហើយយើងមាន solution សម្រាប់ solve problem ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតំណាការ software testing ហ្នឹងឯងโอเคចឹងចុងក្រោយគេគឺតាក់ទងមួយ industrial standard practice នៅក្នុង software process របស់យើងโอเคចឹងលោកគ្រូលើកយក software testing process នេះដើម្បី link គ្នាជាមួយនឹង software process យើងកាន់ក្រុមដែរហើយយើងអត់ផ្ដោតតែទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹង source code ឬក៏ coding ទេគឺយើងផ្ដោតទាំងអស់ទាំង business flow ទាំង coding ឬក៏ overview ទូទៅចឹងឧទាហរណ៍បងហុកគាត់ធ្វើការងារជាមួយនឹង networkជាគាត់កំណត់មិនដើម្បីអាចដឹងថា network ហ្នឹងមាន problem ឬក៏ server ហ្នឹងគឺមាន problem អូខេចុះឧទាហរណ៍ថា server មានចន្លោះប្រហោងមួយតើតើយើងគួរប្រើអីដើម្បី identify អាចន្លោះមួយហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគេ attack ចូលបានអញ្ចឹងសម្រាប់តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនយើងអត់បានគិតកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលប្រើទៅអូខេគេចូលតាមប្រឡោះហ្នឹងមួយទៅ hack server ទៅបាត់
chẳng cứ miên bảnh hà bạt ấy chẳng đôi nên ngày muốn chẳng đôi thiêng ngày muốn xong lục cụ tới check mơ ca nghĩa chắc xưa ra hai đứa bạn dương cầm nót đang tham miên kia cầm bông đà thạch châu mà tao nát như thế chẳng hạn đang cứ testing là ngày và đó móc đăng thằng kia châu mà hái dương chắp đam ập bài thà thử mấy đồng bệnh bật ở nâng vĩnh và mọi cái châu mà tam nâng mà đọc tiền thế chẳng hạn của thầy cơ nó cứ bị hộp lâu xe mà tiền à chẳng dương chi dương phư ập rồi xe nâng tâu mau tới ok chờ lọt lại nát bật lại nâng chờ lọt lại nát bật lại nâng chẳng bị lên miến chạy tôm cho mùi nâng à thạch châu màu bàn này tại sao ấy dương pre hào vậy và đây bởi dương ập bàn pre được lừa nâng tế ok to là cái châu mà đo mà tục dương ấy bàn dương đình chạp ô chào 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 chẳng miền này ha cháu biết đăng lâu trôn mà là hột chẳng ở đây dương mà hát trôn màu và hát trôn màu ở đây bởi dương phở software testing ní dương ảnh đăng này thà bởi dương cả lạnh nát đại viên miền trở lót lạnh nát đại ọt miệt ok chẳng khả năng nâng của ban nhà tẹo tôn chừng mùi nâng ai cả xa ní tớ ấy hay miền trở nổi mẹ trở nốt và hay chỉ dương mơ ọt sâu vô lệ xong bây đây là khủ bọc hề trên màu nâng có ọt sâu vô lệ để xa ấy nhưng rung chỉ phải sáng mai chúng ta bỏ tục về chỉ phải sáng thì sau ông liệt ở đá liệt ai đi chớn ai sẽ vô về bàn chớn tiền ok bên tay cái nông đi chuẩn đánh na để về tới sắp đặt ọt cho bác là vụ tục quyền là tận đại ok để xa sẽ lá quan thử ca ai cái xa chỉ phải sáng mai chẳng còn vượt được mai ở tới bên này mới riêng những dương tục chỉ ông liệt ở đá liền ok chẳng tập bốn kế cứ dương dây pi khẩn sập này object oriented hay và to tiếp cứ object oriented system OOS ok chẳng miễn chỉ rational support nâng chỉ tiện thông cho mùi nâng một đo này OO bộ hiện nâng hay thì bây nó cứ tiện thông mùi cao của mô đồng ra ca nẹ pra chẳng dừng thử mấy đồng bây identify tha ảnh nâng chia user requirement hay và to mà tiếp dừng thử đơn tha bây để user có requirement mà nâng miễn chết thật vui qua đây chẳng phê đề được học nha đa tua chia project manager rương đại chế bánh hát thông những cái cư user hay những developer tự tua biết vì user màu á rồi đòi developer chẳng đọc sài chứ an đã thua mê cái nhộm chứ đã đặt màu ấy mình xua thua thế là nâng ok chẳng đích nha và những sở máy tới architecture còn ọt khó lại còn đừng đặc khu hả trình kia màu bài mấy cứ ọt khó xong khán ôi đây customer có bình chật hãy sờ lạnh một lần hãy ở sập vô và check lần đó bị tài liệu tờ ai ok civil engineering which bạn có chậm đam sai rồi mà là thôi cao ok ta so vân vân nâng hay tụt ở kia đó ta mở rồi cho bắn style dần chân biết ok chẳng hạn nó cứ là sai nữa lứa ok à cái tay chờ nâng hay nâng ok which bạn có nâng hay nâng user bởi dừng lần này thà ta thử mấy đồng bấy do requirement của user máu hồi nhỏ ấy ok developer dân còn ở support hay ở vậy đây developer dân feedback tới khang user còn ở support mình chân dương mình chia sẻ vô tam user requirement này ok dân thử mưa đại ok chân châu đo là meridian tiếp 4 để tôi ngồi chơi cái tiếp đo sự cô lập hiệp lương được rồi cả chân là cái lại nâng ấy chưa cái lại để phù hợp mình tha thử mấy ai developer ở support tới thử mấy ai khang user còn ok, từ tôi cho bạn tới là nắng dương ai đo sự phù hợp lưu requirement đằng bạn này. Ok, mới tiết cầm nó ở đây để trừ sang sòng, rồi gọi dương về dòng pi OO analysis. Chẳng lại nick cái chia tầm nặng ca này software process bởi dương. Ok, chẳng về miền tìm mui object oriented analysis. Hay phải to mà tiết object oriented design. Hay miền implement miền ấy phải to chẳng tử. Ok, chẳng lấy cho tầm nặng ca design. Hay trong khối kế cứ được chỉ miền software testing mà miền riêng đấy mùi một điếu ok đại dương miền pi sập ở đà chẳng là không nắng cứ dương miền và chạy cái tên sẽ mẹp phư ca testing nắng hay mùi tiết dương miền method mỗi cứ full life cycle ok object oriented testing đại dương hào tha flow chẳng hạn ấy có vi hiểm thông mây sẽ mẹp khi dương đại để apply method nặng hay ở vậy để drop score của lòng máu để chia vào của unit test và của autonomous test hay nâng cứ dương ban chỉ ban khá khá để dương develop và đây nâng đấy cứ khơi miền này mùi chẳng có lực hữu lực về dương màu hạ hay tìm bằng bấy cứ dương dạy bị software process ok chẳng ở hãy miền đập bằng nâng hay lực hữu tục về ở đây mà sắp đá tí xử mẹp
bật bà hành đặt thông chỉ mùi nâng cùng rung bà dưỡng chân nông ní ai miên chia research xe mẹp individual test chân đời xa lục bà đọt lư bật tụ toa ẩn tích chân bà hai chia research ai miên chuẩn đặt thông chỉ mùi nâng chia group phong chia individual phong. Ok hai mùi tiết đặt thông chỉ mùi nâng nếu không ô ô mà đem thì cứ dùng Excel implement chia source code để chẳng bao giờ chỉ ai dùng miền chia system xem chia full feature mà mình hay dùng dòng mà analyze rồi có transform với tới chia ok structure rồi có tới chia model FMC những từ hay hồ mới cho lọc và khác này system nặng rồi có process nguyên nặng. Ok chẳng xem reference cứ là cụ đọ trên vì sắp mùi này Object Oriented System and Analysis. Ok, đây là nipun đòi hạp tạ mũ Kano hay khởi nguyên địch chỉ thông mây đa tế hợp lý nơi bí bọn bọc hay dương nặng. Ok, hay tạ tông chỉ mùi nâng sắp hơn mùi tiết cư dương phở chỉ mùi nâng dùm ở hay nâng kịch phò kịch chân là sau website mùi tiết đây là cục lịch bát ở bàn tạm mạng hỏi. Ok, chân miền tập bần đăng tế xử mẹp khó online và dương. Ok, nơi thuộc nít còn đây chia criteria bỏ xa lạ chân từ ốc này ai từ download sập hư này dùng mà mơ bàn chân với nít chia sập hư đại đạc mong mình nhảy. Ok, chân nâng cư nâng nâng cư miên chia thứ sơ đây chờn hay xử mẹp càng là vọt với dương nâng vô này càng khéo mò và thay tiết nâng bây chạm pin được lỡ chân nói đại dương bàn và hai nhỏ không nâng. Ok chân miên bàn đăng tế xử mẹp sẽ thông một kho outline bởi dưỡng hay bà xin chỉ miên ấy chia feedback ai feedback bàn cái này dương đại mọc khối ai cho từ cổng dương làng quanh máu để ra local restructure cổng. Ok chân cổng thì phí hay nâng tỷ bấy cứ dương ban sở mà chật chật bấy nhảy tại sao là cổng tỷ buôn hay nâng cổng tỷ mùi chân dương cắt mà chia. Ok đi về những chia buôn cổng quánh hay bị chạm tích chạy thông chỉ mùi nâng can nghe chia cổng ní đi lục của bạn đã nâng cổng cổng chân. Ok, dương miên tài đọc pram. Ok, đọc pram bình tục tế chân xe mẹp individual miên tài đọc bình tục chân xong miên ní bởi dân dìa thì nên dương ở miên activity ấy tế ai nhận bắt đọc bình tục ấy để tôn cho mỗi nâng thay bởi dương xe mẹp sắp đá mùi mùi nâng. Ok hai research paper cho mỗi nâng miên thơm dương nâng combine cho nghiệp đặc đại. Ok chân miên ấy dìa feedback ớt rồi có suggestion ấy chạy chạy kia bạn muốn về đại dương và to từ một tiết hay bởi xin chị ông miên suggestion ấy tế thu xung và to thì tiệt hay bởi miên ai lược vô mọc. Ok xong cái đầm râu chị đi vào dù thay những tích để ra nhau mọc xong miên về tế chân xong vừa chưa cực bậc thằng ọ chân ai chạy chạy kia tất vô mà tệ thì tràn vậy. Ok miên ai ớt ông miên ấy. Ok, chân ai cập phim rồi vừa rồi vậy, ta tham nâng. Ok, chân bong bong đài chơi mặt thầm mẩy miền ai chỉ recommend rồi có chỉ feedback ấy ai. Ok, chơi chơi cái này bạn. Ok, hai mũi tiết tiện tông chỉ mùi nâng một cuộc chia đài đã mòn ní. Ok, xa ní cứ miền phê là hai đài xe mẹp thì check mưu ai cho xa chân tất cô hồ sập hư đi mau tất viên hiện lọ trên kề vì mình lọ ở shop tiếp bên tay vì để chia detail chọn trên kế tại tông mùi OOAD nần. Ok nâng đến thêm em mới tiện cả bên tay mùi chia dưới ở bên này trên đó system trình chân xử mẹp pi research có mình sơ chỉ miên pi research màn đài chân bà xâm chỉ miên chỉ lời khoa khát nam ai chừng luôn. Ok ở cái này dương chùi bình và thêm quỳnh hãy tại tông chùi mùi mùi chia ní xử mẹp nhóm cư miên đại trực đây ở miên ca nằm vọt sọ chúng phải chia bong bong được học này được học này dưỡng xây tiết ai nâng miền bắc để sau trở chuyện nâng lưu ca nghiên chuyện này chẳng bộ miền bắc lại nạc hoặc khác nhưng chẳng bình màu bình để bây chạy lệ tên nẹ đại ọt bác được gọi nẹ đại ọt bàn đăng cho nổi nâng. Ok chẳng càng đã chạy lệ tới nhưng càng đã đăng bàn trở này hay chẳng đây mà chẳng luôn nhưng ai suggestion bán một cái hoa thằng lại nâng lưu cục bà hàng ọt ra gây càng nghiên chuyện này với tôi chạy bình chứ ai feedback bàn liềm liềm thế hay bởi vậy vì ở dụ quýnh cứ bong bong miên bong bong chả
chẳng chặt tục tha chi bong chi phổ ôn chọc còn tại ok nhóm ban phải diễn trơn chiến bong bong chỗ này bong bong thôi càng nghe ban trơn chiến nhộng chẳng bao nhiêu pi ở ti ho lực lực ở ti ho mũi tẹt tông chỉ mùi nâng software development cho ok phải diễn ban buôn phần cho nàng có vấn đề bật thiệp chỉ mùi bọt về sau tại bong bong thôi với là hồ đọc 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 phần cho nàng mấy chừng tờ chẳng bọt về sau để thứ bị trả ơn chiến có vấn đề và ai bong bong vô à style nâng mò riêng chỉ vẹn phải diễn với ai khoác một khoác khỏi vậy bên đây bảo nhóm ta development với nhóm bài chỉ khoác một khoác khỏi vậy chẳng hạn những ai bình cái này từ bình từ màu bạn hơi sạch tại feel IT từ học cái này thì chẳng ai miễn bảo về sau chớn nông ca chạy tỷ lệ chẳng xem việc bởi dương để ra dương châu đo cầm rất master ấy chẳng bài chỉ ở miền practical nông thân chớn tí còn bên đây ai miễn researching chớn ok hai bộ miễn nó cắt tiết ai những chụp cái này nơi việc AI mới tiệt nâng bật sân chì ní hay bỏ châu đó AI dương nâng link vì Python màu object oriented ní hay rồi từ AI nâng tờ rạch chẳng dương khổng ba anh bày vẹn cho kia tất hay như vậy vì process này AI nâng ba này ok chẳng và to tiết miền AI feedback bán hay bỏ miền AI tế dương AI ok keep bình nâng sân chẳng chăm châu màu vinh là mong khối nhưng anh chạp đang vẹn và dừng bạn ok chân cái này dừng được chìa màu khăn khối và tham tiết xong nghe lỡ ok chân xong feedback tại tôn mùi ru dừng tịch lỡ bờ sân chìa nẹt chút cua tài ok ở bọn tầm miễn thông mà đà bờ nẹt xong chú bác có bọn tầm miễn thông mà đà đã còn tại xong chú bác phí mà nâng áp xong mùi ok không khóc trong feedback mua em không chẳng à nâng tôi tạm nâng á nâng ok yeah mà thân đơn mà bọn mình mua tất cả ok mùi tiết à lỡ vậy ta tông chung mùi nâng smep nẹ đầy áp xong chẳng một tí hóa tha còn áp xong chẳng luôn xăm xăm xây xân còn áp xong mà phê phẩm xây xân này chúng ta tuân chỉ mùi nâng thêm bơ quát quát phương bạc mệnh leader crom xong leader crom lực hay nâng tích máu lỡ thì họ tha thìa leader crom đặc biệt ta tuân chỉ mùi nâng kia dưỡng quát áp xong một hơi thèm session này chúng dân cụ involve quát mấy trong bây ai chui càng như crom dân bàn rồi có cua tài đọc bằng tụ quạt mấy rồi có cua tại phần ấy quạt mấy ai feedback màu bình chẳng dương minh lịch đờ thí hay là bằng học đẹp xanh tiết cả ai feedback bàn đài bà của ấy việc lát dương kênh hà thêm vớt dương phương càng nghe chữ cổng mấy của con áp xóm có đây đài dùng khăn thôi đại dương ai phở quát không lẽ khăn nam mùi tử ok bà chân dương nơi đề bắt đầu bằng tụ chữ crom phong mà đà chân ta phô lực xây lực hữu cư ai tầm miên mà nẹ khăn ông crom nâng quát complete cư bằng tụ nâng cư ô tô tầng ọc nìa mẹo ca nghe chữ crom còn bằng đây đi về dù thế đi khỉa và còn submit ca nghe nâng máu cư phần tụ được khỉa ok chẳng xem em final exam tiêu chìa ba nhà hà và ọt mọc lòng tế à nâng có một bà đại phần tụ ok chẳng xem em ba nhà hà thân đến dương sau là một hạp phần đăng trọng ok nè để ọt máu cư ở bộ tầm miền tứ hay ca nghe chữ crống cư dương nơi ta vừa ca nghe phong mà đá thôi ta mà nè nông crống nâng còn complete ok chân tết tông chung mùi nâng cam phần này bởi dưới sự nghiệp nè vào tầm miến cứ có tất tâm nâng tử nè đại màu riêng chăm dương phần này nè ọt màu riêng ọt phần này nè màu riêng phần này về chân hiện được tùy cái này lại chân sai lưu cao sự nghiệp chân tầng ọt nế nè vô ọt bậc không về hay thiết còn lại chặt trai anh tử ok chân chọc phần nâng á hả bên này tiền đấy tết tông mùi đưa cả thân đơn dưỡng và đi chia Australia là, hôm nay policy ở sân chụp ảnh đài,
còn đại sản lãm mình criteria muối nó phải đại sơ hợp vào tầm nhiên đo cầm rạch nam muối còn chung tình năng mà đo phía đo bay đo ngay chân tử ok hay bà sân dì dưng là vô lực lăng ấy ai chở chết mùi sản lãm thích tất ok chân ai nguyên cạnh này bị xe xe ok chân xử mẹ thân nạn lực cứ ở bắt đầu lửa thân đơn trở này để xa tại background lực cứu trình bị CBT cả sắp xa để bắt đầu lửa sản mặt tập hiệp của competency bus chẳng hỏi dạy dương miên sản mặt tập hiệp complete nó có lại nâng sản mặt đường dưỡng ok mình learning outcome năng bàn này cứ bây nó tẹt cả đôi nó sẽ là cả đôi rồi còn nó có lại thua cả cả đôi chứ những ai liên bàn được khả niệm sẵn khán miên sản mặt hiệp thua càng nhiên nâng ok có mọi đã đặt thay nâng tư hết ngặt chân đặt thay nâng tư hết ngặt chân hãy học vào tầm miên tiền chẳng học miên riêng giáo mà bây nhỉ ok chứng sử mẹp học vào tầm miên dưỡng lưu xông và chọc bằng nâng chọc sử mẹp càng nghiệp bật tốt ok được chia dương biên thay muối sử mẹp sạp đá ní sử mẹp xa là bong trong ọc nía còn ta thay ní có vì xâm khăn đại tại sao ta vì chia anh xa muối đại kì bậc cuộc chia chùm niên nơi thân hạ chiết dương chẳng bởi tầng ọc ní ai complete thay nâng bán sử mẹp dương biên sử mẹp đặc biệt thân hạ chiết đầy ok chẳng tẹn tôn mùi thay ní cư kê dây bì ca pra pra ok chỉ mùi nâng UML tệ tôn chỉ mùi sequence diagram kể mới nếu cứ criteria bởi kế trên tiên miên file là dương trình hồn bấy tìm mùi cứ file ní tìm bí cứ file attachment ní mùi tìm bấy cứ file attachment ní mùi tiết ok trên dương ai preview mơ tam criteria nâng tờ mình instruction mình ấy chẳng phải em cho mùi ní cái oi dương bởi ca chỉ sequence diagram ok chẳng mơ detail nông nắng hai tầng pin ok chạy tông cho mùi nâng ở đây để kê cho hai dương thử ok mùi này cứ chạy tông mùi EO diagram mùi kê đã provide màu chương trình nói tiếp ok kê dạy bì EO diagram mình entity a class hay kê dương thử a class đó thì ai xa là bọn sắc xa việc bật thèm chương trình cách ca sẽ mẹp testing từ lơ diagram mà chúng muốn để chia wireframe để chia sequence hay dùng đồng biên mà file tiết là thoáng này chẳng hạn file word hay năng file PDF này được như vậy chẳng hạn text file này chia introduction game mà chúng muốn là kinh dạy dòng P organization mùi chẳng government of Seoul has asked the, for the software package to automate meeting of the expert committee the survey of committee member has resulted into the following specific chúng như miền tây mui department như miền tây p committee committee member rule ok chúng khi people là niềng năng ao hay trên đây còn chỉ thực thay mui sự mẹp ao được ao niềng xa ok tại sự mặt tập hiệp mới thay dương anh analyze năng lượng process năng ban màn phía rồi thì chúng là cụ bỏ file năng ao ấy hay không lấy dương đã chỉ thay tây mui tại ok chúng sự mẹp thay ní xong hồi chỉ ní tới rình chia individual cho ok test one individual ok chẳng chẳng mưu result này dựng tưởng ở cái bàn bằng này còn cả analyze ok mùi read the instruction and instruction and draw okay sequence or any wireframe okay to show the problem okay tp submit as individual by okay name by name it okay your name underscore aga underscore mùi mắt test one ông ai see okay test one dot zip
คจึงรอให้อายสับปิดหมอกแบบหนึ่งบาทเห็นจึงยืนมีเทมวยตาเวอตอนจับดาวเวที่กบันเต้จูบเทมุนเห็นจึงสะสวยมือท่าคือยืนไออันอะไรวิบันปนแม้ให้มือนี้ยืนอัดประตูตื่นเลยรีสาวที่ก่อนจะประตูตื่นเลยแล้วต่อพอเลยยืนอันอะไรบานเฉินกับบานติดจึงเอาจะสับมิดม้าคือประตูเป็นดิคเนียตัวใบชีทัวบานมวยก็ได้ทัวบานปีก็ได้โอเคประตูติดลูกสม overview แต่ตรงจุดมุ่งหนึ่ง OOD design โอเค pattern ในติ๊กให้สเปรย์นี่คือ public ในเรื่ออินเทอร์เน็ตได้ทีจึงไปใช้อัดจบ copyright โอเคให้ในครั้งนี้คือชีกลุ่มรูเดก้าเรียบจำโค้ดได้นิพนธ์ได้ดังท่านชีลูกคู่หรือก่อนเนี่ยคู่ที่ก็เป็นท่านก็ได้อนุบันดาบันบุญชาร์จึงประสบจากนี้ยังสกอลส่งฟีดแบ็กเป็นพองโอเคให้สมัยหลายนั้นคือยังทำมินเทอร์เน็ตดังในยุ่งอะไรได้ตัวเลือกลุ่มน้องโคดโอพีไปยังหนึ่งโอเคจึงขนมนี้คือกอดดีเทลให้โอเคกอดมินจะน้อยกอดฉบับหล่อให้กวีสถานในขนมแต่ตรงมวยโอโอเอดีพาร์ทเทิร์นไปยังได้ได้วิบดาวตัวเลือกแต่ตรงจุดมวยหนึ่งประเภทโมดอลหรือก็ประเภทไดอะกราฟไม่จุดบุญแต่เวียมุนลูกบ้านเอาจะออกเนื้อรีเสิร์ชได้โดยเฉพาะพวกซิงเกิลทอนพาร์ทเทิร์นพวกครีเอชันนอลฟรักเจอร์อะไรหนึ่งโอเคจังก่อนมีเมติกาฉบับรอบก่อนได้ตาสับเพลินสมัยหนึ่งนะให้ระบบคุ้มคืนคุ้มรู้ในการเรียบจำโค้ดในการถ่ายไปย้อยคุ้มรู้ในการเรียบจำโค้ดตามบทเพลงในการปรับปรุงบทเวียโอเคจังบัสนจะยื่นตัวรีเสิร์ชจะต้องชิมวยหนึ่ง OOAD ติดต่อยื่นหนึ่งคืนจะต้องมวยบทเพลงpattern ទាំងអស់នេះហើយโอเคហើយ pattern ទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាមាន example របស់វាដែរជាងអាចទៅមើលរៀងត្រួតត្រួតបន្តិចទៅโอเคអញ្ចឹងសភៅនេះសម្រាប់នរណាជាបើសិនជាយើងគេដាក់ថាបើសិនជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់និងចេះប្រើប្រាស់ OPUML ហើយក្នុងនេះគេប្រើជាមួយ vb.net ទេโอเคជាងនេះយើងដែលមាន background.net អាចទៅបានដែរ vb.net encapsulation inheritance polymorphism object class interfaceឬមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសិល្បៈនៃការចាត់ចែងការងារនោះសៀវភៅនេះប្រហែលជាសម្រាប់អ្នកហើយโอเคអញ្ចឹងបើសិនជាយើង apply អាចទៅដល់កម្រិតអូខេ IT manager ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេរំលឹកពី UML បន្តិចអូខេ Unified Modeling Language អូខេការប្រកាសអាញ្ញត្តិអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ស្ទាន់ច្បាស់ពី vb.net អាចមកមើលលើនេះបានអូខេអញ្ចឹងការ declaration variable វាខុសពីនៅក្នុងភាសាផ្សេងបន្តិចអូខេសំបីដែល C# និង vb.net ហ្នឹងគឺខុសគ្នាស្រឡះ360ដឺក្រេដោយសារនៅក្នុងនេះគឺយើងត្រូវប្រើ keyword មួយចំនួនទៀតដើម្បីប្រកាសវាអូខេមាន private យើងដឹងហើយ public ក៏យើងដឹងដែរអូខេគ្រាន់តែជា asset modifier សម្រាប់ variable ហ្នឹងឬក៏ function ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ vb.net គឺយើងប្រើ keyword as 1សម្រាប់ declarationโอเคជា string ជា integer ឬក៏ជាអីទៅបើ C# យើងប្រើតែ string name អីចឹងទៅโอเคហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការ declaration ជា block ឬក៏ជា event ឬក៏ជា function ត្រូវផ្ដើមដោយโอเคឈ្មោះsap អានឹងសម្រាប់ procedure ហើយសម្រាប់ function ផ្ដើមដោយ function ហើយបញ្ចប់ទៅវិញគឺត្រង់ពាក្យ in โอเคអញ្ចឹងបើយើងបង្កើតជា sub procedureត្រូវមាន sub ហើយត្រូវមាន in sub បើយើងបើកើតជា function ត្រូវមាន function ត្រូវមាន in function អញ្ចឹងវាអត់ប្រើសញ្ញា bracket ដូចនៅក្នុងភាសា Java ឬក៏ភាសា C# ទេនៅក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងស្គាល់ syntax បានមួយទៀតហើយអញ្ចឹង access modifier របស់វាមានតែ3នេះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមានដល់ទៅ5នៅក្នុង vb.net ប៉ុន្តែសារគេបដោតទៅលើ OOP នៅលើ UML អញ្ចឹងទើបគេយកមក3ហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាមាន private public protect ហើយនិង friend ហើយមានវាមាន protect friend មួយទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅ5ប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺគេមានតែ3ទេដកជា private បូកជា public ហើយធំធុះគឺជា protect អូខេហើយបន្តមកទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង class 1ឬក៏យើងហៅថា class diagram គឺយើងប្រើជាតកតងជាមួយនឹងសញ្ញាចតកោណកែងអូខេ
đại lực nông nắng cứ về đại dương đặt chung mùa ấy lực nông sinh nhà chạy tạo cây nắng cứ về đào tua chia khắc nèm ok rồi có ok chia entity nèm ấy chân tử chân là khang khổm ní chạy tông chung mùa nâng niềm mật sinh nhà đại dương phở lực nông khắc đại dương cả mùi chỉ tu tớ cứ về bánh trái chỉ bay lọc bát nồng ok chạy tông chung mùa nâng khắc nèm bởi dưới cứ nâng khẳng lưu cái bỏ chạy tông mùi attribute bởi dưỡng cứ nơi cả đá hay chạy tông mùi mê tốt rồi có operation viên nơi khẳng khổ nhưng chứng class name dưỡng hai đa tua chỉ niềm ok hay chạy tông chỉ mùi nâng này cả đá ní rồi có attribute ní vì ai đa tua chỉ niềm rồi có adjective đại viên phải chạy ông bì class name nâng ủ tì hò tha dương miên person nhưng chứng ở vậy đại bì con này bì person cứ miên được nóng ok attribute này từng off, rồi có block data member nên từng off. Chẳng ai chỉ name, ok chỉ cặp pua, ok chỉ từng ngôn, ok chỉ attribute symbol, ok tẹt tôn chỉ mới là quay đại biểu là nep dương nắng cứ attribute bảo vệ vậy, ok hay là khang khổm này cứ tẹt tôn chỉ mới là scam một hiệp. Ở đó quay chỉ operation, rồi có chỉ cái giả sáp cứ nó không nâng từng off. Chứ nó không khai diagram mà dương sọc tới với miên mạn. Miệt bấy, ok, bấy vật hệt, ném, adjective hay nâng verb. Để chúng bạn trai chia class name, attribute hay nâng operation, rồi có method, nâng nâng nâng. Ok, chân cái này dân được chia drop score hay mà sai, ở trong bạch, chia chia chờn tiết tí. Chờ tiêu hoa nâng này dân miền person mối, miền attribute name mối, đa tua chỉ ấy, attribute này, chia public. Ok, chân miền method chung nước phí, ok. Đại miền miền tàu tìm mũi cứ set name, miền tàu tìm pi cứ get name. Ok, hai viên miền chia sẻ nhà bốc, chẳng sẻ nhà bốc nó càng lưu mình đồng nàng hỏi public, thông chúc đồng nàng hỏi protect. Ok, chẳng name nó cứ protect vậy. Đó mà tiết chứ, bà các bạn chỉ class mũi nơi lại ní, class person. Đại miền protect name chia string, hai dân miền public suppositor mũi chia set number, nâng public function mũi cứ chia get name. Ok, chẳng là không class thường mũi ní. Dương bàn bị đại dương cảm khẳng lừa nâng mạng. Ok. Chẳng là bây đại dương convert từ chìa code cứ dương phở bản nâng. Nên còn chìa overview clay clay để con lùng ạch màu. Ok. Hay là nếu cứ dương miên abstract class. Ok. Chẳng đó là cái abstract class miên này thá chìa class thông mùi rồi có chìa bạc khẳng mùi đại dương phở. Hay miên class bà tòa tiền. Chẳng ai bà tòa từ đại dương cảm ai cho chìa inheritance ấy chẳng tờ. Ok. Chân ai từ mục tiết dương miên chỉ interface chân được nông class diagram và xin chỉ dương chuột thì mình sẽ nhà bài này lại highlight bọc hiệu này ok chân là nâng cứ cái đầm nang ao interface chân là nếu dương miên interface mới cứ ai person chân xem class name bởi dương đại phở được nông programming cứ chỉ tôi tới dương tay được khi bị ai bị mục vậy đại đầm nang ao interface name chân nông interface này cứ về miên method chuẩn nguồn phí còn bản tái vì admin tiện thông cho mình được attribute để hay nó về đại kinh declaration vía cứ ban phần này dùng miền public interface I person sub set name hay là function get name ok ok chân và to về đăng miền comment miền này chân tử mới tiết tiện thông về relationship chân relationship tùm rung bài này dùng ao cho một việt hà chỉ inheritance ok hay inheritance này, họ hiện đang này miền sập khạc muối rồi sụp cả khạc muối hay miền khạc côn là con đường năng tiền. Ở ti ho đây chia cả tông mới vehicle miền bay chập pim mà miền chỉ kha miền chỉ ấy chân tử. Rồi còn cả tông mới kha miền chỉ pim mà ấy tiết. Ok, dương ai li việc và to chân tử. Ti ho đây chia dương miền khạc vegetable và lại chân là con đường năng và lý mà dương miền khạc cà rốt. Thì mình class space down mình class ở cái tôm chỉ mùi nâng space em xem như trên tới chẳng hạn nâng chia tùm rung inheritance bởi dương này ok từ một tiết nếu mà xin nhà bài này dương hào tha chia interface chẳng mình cho xin mẹp capra interface nâng hay mình chỉ phép composition chẳng hạn nâng chia phép relationship về chẳng hạn thì họ đã class mùi đã class mùi tiết rồi có entity mới là entity mới tiết về mình relationship mấy cứ ở sai từ lớp bậc hết ordering composition aggregation inheritance rồi có tệ tông chuyển mùi năng relationship mà chuyển đổi tiết chân tử ok
ចឹងអានេះគឺប្រភេទ association ចឹងអាចទៅអានវាបន្ថែមទៀតអូខេមកកន្លែងនេះគេនិយាយពីរបបកំហើញនៃការរៀបចំកូដនិងអត្ថប្រយោជន៍ចឹងគំរូនៃការរៀបចំកូដរកឃើញដោយអូខេ gang of four ឬក៏ GOF អូខេដែលមាន Eric Gammon មាន Richard Ham មាន Johnson ហើយនិង John Wishart អូខេចឹងប្រហែលអ្នកហ្នឹងជាអ្នកនិពន្ធសភៅមួយដែលឈ្មោះថាdesign pattern អូខេហើយទាំងអស់គ្នាអាច copy បែបនេះទៅយកទៅ research ទៅអាចឃើញសភៅរបស់ពួកគាត់សរសេរហើយហើយសភៅហ្នឹងគឺបោះពុម្ពតាំងឆ្នាំ1994នោះអូខេចឹងមកខាងក្រោមទៀតគេនឹងនិយាយអំពីគំរូនៃការរៀបចំកូដចែកចេញជា3ប្រភេទគឺប្រភេទបែបបង្កើតឬក៏យើងហៅថា creation pattern មួយទៀតប្រភេទបែបចាត់ចែងឬក៏យើងហៅថា structural pattern និងមួយប្រភេទទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង behavioral pattern ដែលការប្រើប្រាស់របស់វាត្រូវបានសង្ខេបពីខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងអានឹងបើយើងនិយាយអំពី pattern design គឺគេបដោតទៅលើប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាអាចចូលមក Google បន្តិចទៅយើងដាក់ថា pattern design okay in OOAD okay អញ្ចឹងរមើកន្លែងហ្នឹងនៅណាអញ្ចឹងលោកធ្លាប់ download វាមកម្ដង okay ដូចជាមានតែប៉ុណ្្នេះទេចាំមើលហៅ link បោះឲ្យ link នោះ detail ជាងគេដែលយើងនិយាយអំពី pattern design របស់យើងហ្នឹងហើយវាមាន list មកទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុង pattern design តាក់ទងជាមួយនឹង object oriented របស់យើងគឺគេត្រូវបាន design វាជា3ប្រភេទបែបនេះអូខេធំធំទី1 creational ទី2 structural ទី3 behavioral អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺគេបដោតទៅលើអីតាក់ទងមួយ creational pattern ហ្នឹងចែកក្នុងហ្នឹងមាន category របស់វាទូទៅទៀតដែលគេលំអិតឲ្យនៅក្នុងអូខេ category ទូទូហ្នឹងហើយតាក់ទងមួយ design pattern នេះគ្រាន់តែជាផ្នែក category វាដែលយើងអាចយកវាទៅ design ទៅលើការងារជាក់ស្ដែងរបស់យើងអូខេហើយតើប្រភេទណាជា creational ប្រភេទណាជា structural ប្រភេទណាជា behavioral យើងបែងចែកវានៅក្នុងនេះអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា creational pattern នេះវាមានប្រភេទរបស់វាទូទៅទៀតដូចជា single tone pattern prototype pattern អូខេ victory pattern ហើយនិង builder pattern អូខេដែល single tone pattern ហ្នឹងគឺការ design ជាបែបបង្កើត object មួយដែលអាចប្រើប្រាស់ជាសកលអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមាន object មួយប្រើជា global អញ្ចឹងទៅដល់ពេលតាក់ទៅមួយ prototype វិញមានន័យថាយើងdesign វាក្នុងទម្រង់ជាការបង្កើត object មួយដោយចម្លងចេញពី object មួយទៀតទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ style របស់ prototype អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមាន object មួយហើយយើង clone វាទៅជា object មួយទៀតចំណែកឯ factory pattern វិញជាការ design មួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រមូលផ្ដុំការបង្កើត object ដែលមានប្រភេទបហបហែគ្នាដាក់វាម្ដុំអាណាដែលម្រូវរៀងស្ដៀងស្ដៀងគ្នាដាក់វាម្ដុំទៀតមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាប្រភេទ factory patternហើយមួយទៀតគឺ builder pattern មានន័យថាជាការបង្កើត object ស្មុគស្មាញមួយដោយស្ថាបនាផ្នែកនានារបស់វាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមាន object នឹងរៀងស្មុគស្មាញយើងអាចបែកវាអូខេទៅជាផ្នែកទូទូទូដាក់ម្ដុំអញ្ចឹងទៅដើម្បីរៀបចំ block code របស់យើងកុំឲ្យវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាប្រភេទ creational pattern ហើយវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតចាំលោកគ្រូហៅមើល link នោះឃើញចាំបោះឲ្យអមទៀតជាប្រភេទ structural អូខេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី structure មានន័យថាវាមានរចនាសម្ព័ន្ធវាធំទៅពីលើចុះមកក្រោមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគេមានជា adapter pattern ដែល adapter pattern ហ្នឹងជាការ design object របស់យើងហ្នឹងអូខេក្នុងទម្រង់ជាធ្វើឲ្យ object 2ឬច្រើនអាចតាក់ទងគ្នាបានបើទោះបីជាសន្តានកម្មផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង interface គេបកប្រែជាសន្តានកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមាន object 2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមាន relationship គ្នាមកបែបម៉េចឬក៏ទម្រង់ជា structure បែបម៉េចអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាប្រភេទ adapter pattern នៅក្នុង structural ហ្នឹងឯងហើយគំរូទី2គឺ bridge pattern bridge pattern ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងផ្ដាច់តាក់ទងមួយ abstraction វាចេញពី implementation អញ្ចឹងដល់ពេលដែលមាន object 1យើងបែក
okay rồi có phát đánh tệ tôn chúng mùi nâng abstraction về trên máu hay dừng vô về tự implement bài của mình cùng rưu tí bầy tệ tôn chúng mùi nâng decoration pattern mình nên hai dừng mà thái rồi có lúc responsibility này object nâng về việc đầm nào cả chẳng ở tí hoa tha dùng mình bị tốt mùi response từ lửa ấy dừng từ lúc ở nâng chào vậy ok hay đưa chìa trong khối kế cứ tệ tôn mùi composite pattern chẳng composite pattern này anh ở nhà ở client ប្រើប្រាស់ object ឬក្រុមនៃ object ដូចជា object ប្រភេទតែ 1 អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ យើងមាន sequence diagram យ៉ាងទៅ យើងមាន client ឬក៏ យើងមាន end user សម្រាប់ ចូលរួមនៅក្នុង ការប្រើប្រាស់ pattern របស់យើង ឬក៏ object របស់យើងហ្នឹង អញ្ចឹង អាហ្នឹង អាច ហៅថាជា ប្រភេទ composite នឹងបានដែរ មួយ ទៀត គឺ behavioral តាក់ទងជាមួយនឹង pattern ដែលយើងប្រើក្នុង ទម្រង់ behavioral វាមានឯ class មានជា iterator ដែលយើងហៅថា គំរូ បែបវត្ត ដំណើរការ ok chân tệ tông chung mùi nâng iterator pattern này cứ dương access từ lưu xâm nông này objective đòi bởi dào ok chân tệ tông chung mùi cái lại nâng cứ dương anh apply viên chung mùi dùng L để chỉ sequence rồi có tệ tông chung mùi nâng mùi tiết để chỉ class class rồi có bậc hết ấy mùi tiết để đem dương miên chỉ actor mùi xử mẹp tập hở tệ tông mùi object dương nâng hai tp nữa cứ tệ tông mùi common pattern chúng dùng web shop request để các object bởi dương nâng mặt đống ok xem đẹp đồng nạc ca vip khỏi tiết ở trên tờ hay miền model với tiết nữa cứ tạo tông cho mùi nâng memento pattern chẳng lại nó chỉ pattern đài bạc cao chỉ object bởi dương đáy bên đây không tùm rung read only ok nằm bấy tục tên ở đây này object của phía nam mùi hay mùi tiết cứ tạo tông một state pattern chúng mình đi ha chỉ cần nhà loại object đồ nữ behavioral bảo vía rồi có function bảo vía ok assign từ lớp đầm lại tục đầm lại tây không được bảo vía chúng mình đi viết với càng nghe để không object luôn hay nhỉ với tiếp cái template method pattern ok chỉ pattern mỗi cầm nọt nó cùng chẳng nâng cùng đấy để class bảo vía hay với tiếp cứ cái hào thác strategy pattern chỉ pattern để ok phở chúng mình nâng algorithm ok nó không ca prapras right nó cũng đau na mùi chân tử hay nâng observer pattern chứ observer này cứ dùng drop vừa vừa chỉ mùi dùng ở nó không python bởi dương ta đang tham tại học này lùng ad ban phần này cứ asrai lưu dùng research tử chân anh này nhà ai cầm này prai này sẵn tháng rồi gọi là cái nào robot class đau ai bình chun được căn class chúng nó rồi bạn chân ai hồi nhớ chia một hệ inheritance ban này miền visitor visitor cái drop explore mà biết đấy cầm nót nơi bản đồ vật cá thứ mấy đòi mình bắt qua đó khác chỉ tu ông tục này là cái nặng tiếng lai ok chỉ nói mới tiếng nó cứ đặt tông chỉ mới interpreter pattern bấm lại pi tùm rung mũi tới tùm rung mũi xây tiền ai dùng miền chain responsible pattern mới tiếng và cô ca từ tu con trớ từ class mà đòn mũi được không sai sinh quát này càng nghe bảo vệ ai nâng trong khỏi cái cư model view controller pattern ok đại trình việc này là viên model business logic view interface hay là controller trên hệ sumrob sumrule rồi cái dương hai khá sân tình địa cao đây ok chân hết pattern bởi dương miên và mã nâng đọc ni ai mưa tùm rung được ngọt nâng hay vì đại dương cuộc dùng ở cả đôi cuộc chạy tôn cho mùi sequence cả đôi khoa đại dạng làm vào đó nhưng ai mà mưa pattern được ngọt nâng cùng rung được ngọt nâng hay dương thật là không cùng rung mùi nạ ok chương trình này kia mà lùng hết cùng ru bờ dương và to tiết tẹt thông mùi sinh có thon pattern chương cô đào và kia cứ bằng cách object mũi ai prai chia global chương tẹt thông chỉ mùi năng real example và kia cứ bằng cách crom praxa phi ba mũi xem rap crom score với chia lại mũi chương dương viên crom praxa phi ba chia example chương khả năng nâng tập về để dương sang song à kia mấy cái thời ca long cắt crom praxa phi ba năng đại chương crom praxa phi ba bên đây hai chia global ok, object mũi để miền được không organization nâng nếu bây giờ bà ca xa khá thông mấy cái thử cho lòng cắt cổng phát xa phí ba nâng ạp rù đại ok, anh ấy chỉ example bởi kế được không ok, reality to từ mục tiết từ ngọt này anh ăn việc bật thám nằm bây xoay anh dũng ok chứng xử mẹp đại dược ra em ghế được không dùng ở cái anh bật cắt bài bàn bọt đầu đánh tớ chứng cái miền chỉ object mũi chỉ bọn director hay cái min get instance mới chỉ bọn director đã tôi chỉ mới tốt chẳng là bên này dương declaration vía
dương miên function get instance ok smap hở tệ tương chủ mùi object bot director này ok hay nâng lại ní client nâng cứ ai ok tiền vô bot director nâng vô một hở bàn chân tục rung bàn nâng dương hào thật single tone pattern này hay ca an award tệ tương chủ mùi nâng code bởi dưỡng kê miên module single tone muối ok kê miên public class bot director muối hay là con đường dương miên object muối đa tua chữ bot director hay dương miên sub new muối rồi mẹ output để thông dùng muối nâng message muối chẳng tới hay dương miên share function muối để đa tua chữ ok để đa tua chữ get instance là con operator dương có method bởi dương này ok chứ cả apply code cứ màu bạc này hay anh ấy cứ bia chơi to mấy example thẳng lửa ok chân tư khăn khổ một tiết dương miên trả thông một prototype pattern chân lực khu xô môi tưởng học này chôn mơ bia và thay em bình và sân chỉ dương nó preview mùi chân which round ok hay xin mẹp OOAD dương mình từ sắp xa tại pattern nó nghỉ hay pattern nó có ọt miên nó khăn ông ok nì bởi dương trở lại nó khăn ông mê riêng dương còn là miên khăn ông mai chân nói pin chân nói chế chân đo chân nói tưởng học nâng chạm dương lượng dầu bia cho mà lủng hật và thay tiền. Tí ho mùi tiết cứ tạo tơ mùi prototype nó cái này ní. Ok, cái miền relative bởi bia phần này. Chẳng cái đạt tha bằng cách object mùi đòi chẩm lõng trên bia object mùi tiết. Chẳng là tí ho dương miền sample mùi cứ tạo tơ mùi nâng sample bạp này. Bởi trên là chạm cầm bởi chia, cầm bởi thông ấy chẳng tờ. Đặc biệt hãy dương chẩm lõng trên bia nâng dầu màu thua chia cái này nhỉ. Cảm bảo thốt xâm ná xong anh ở nhà chấp bạc mỗi tháng ngày. Cảm bảo thốt rồi bài ca và chạm khai tổ lai chân tờ. Chân là nâng cứ viết chùm lòng xem khoa để mua trên nhóm bí object đào. Hãy dùng mong bạch và to tiết xem em phương ca nghiêng bởi dương chân tờ. Thế chân tiết tông mùi cốt bởi viết với ai màu bạch này. Dương miên prototype pattern mỗi cứ dương hợp dùng mùi interface. Chân interface prototype hãy dương chạm đám clone prototype nâng trên màu. Ok, chúng dùng bàn prototype tí muối, proposal prototype tí pi dùng bàn report prototype. Ok, đà pi nâng cứ bia clone trên pi prototype đào mở dương nè. Ok, hai ca implement code viết được khỉ. Chúng dùng miền module prototype muối, dùng miền public interface i prototype đại dùng miền function clone as i prototype nâng. Tổng mà tiết dừng chạp đàm bà cao khá mùi tới mùi proposal prototype. Chân cái này đi bà dừng dậy tới mùi na chi prototype sorry chi object đàm. Chân cứ nơi khẳng lừa nè. Thằng hôm ní ok còn đã chia khá để clone trên nhóm pi ok prototype đàm bà dừng hay vô viên tập hở tự lưu ca nghe chạy style bà dừng nè. Ok chân là nếu cứ ai cái sai nếu là o mới thoáng miên tèm để dùng mình ấy definition hay miên tèm tẹt trong chữ mùi nè example real example ao còn ta real example nó cứ viết với càng như mùi bb dot net chân bậc này dùng miên về cái đoạn kháng bb dot net đọc ni ai ok mưu video lại bữa nay là cũng cách tham mình chỉ phải nhà hàng tiết sử dụng nè đây miên về cái đoạn chữ programmer để sao ấy ok để sao tại đôi khi này keyword còn đại việt đô đã xin tài thì họ tha ok mô dấu cứ miên thẳng lừa nè thì họ interface cứ miên phần này ô thì họ class cứ miên phần này ô thì họ function cứ dùng miên nó lại nè ok không lấy miên nó lại nè ok chẳng khăn là cost style thì là tập phần đằng ai ok chẳng hai màu xạ là bao mơ factory đi mua tiền chẳng factory này cứ cao và một đống ca bằng cao object này profit pro hack kia cầm ói rập bàn chương còn tiêu ho khi miên ca giả lại sạch xa muối chương tiêu tung chỉ mười nâng ca nhiên này khác để ai vừa được nông ca giả lại sạch xa bàn chương dương đặc biệt mặt đông màu chương đôi chia cục rong từ lơ thì sạch đặc biệt cục rong từ lơ ca bằng cao thân hạ riêng chương là nắng cứ sạch tái ok chỉ ca nghe để nơi chỉ mười nâng ca giả lại sạch xa chẳng dương miền object mùi hái dương cụ object và to thịt màu đặc biệt mà đông mùi kia nè ok chẳng lục xung và to và nâng tiết theo thông cho mùi nâng ni dương pattern bởi dương hai xung từ hồ mơ theo thông cho mùi nâng niềm tin.
record វិញ Okay អញ្ចឹង នៅ កន្លែង នេះ what does the pattern consist of Okay អញ្ចឹង ទី 1 វា មាន intent motivation structure និង code example Okay ហើយ មួយ នេះ គឺ history of pattern របស់ យើង Okay អញ្ចឹង concept of pattern was that were described by Okay Christopher Alexander in a pattern language town building construction ចឹង តើតើ មួយ pattern យើង មិន យើង apply បាន តែ នៅ ក្នុង software programming យើង ឯង គឺ យើង apply បាន គ្រប់ គ្រប់ សន្តាន ទាំង អស់ តើ ណា នៅ ក្នុង construction ក៏ យើង អាច រួញ វា ទៅ បាន នៅ ក្នុង តើតើ មួយ medical ក៏ យើង អាច រួញ វា ជា pattern បាន process ឬ ក៏ ដំណើរ ការ ក្នុង ការ វះ កាត់ ហ្មេច process ឬ ក៏ ដំណើរ ការ ក្នុង ការ សាង សង់ បែប ហ្មេច ចឹង យើង អាច apply pattern បាន ទាំង អស់ okay ចឹង នៅ កន្លែង នេះ លោក សុំ បើ concept 1 យើង សិក្សា ឬ ក៏ overview ទូទៅ យើង ក៏ បដោត តែ ទៅ លើ តាក់ទង ជាមួយ pattern នៅ ក្នុង software របស់ យើង ចឹង ក្នុង ករណី ដែល អ្នក គ្នា ជួប ឬ ក៏ ប៉ះ នៅ pattern ណា មួយ អាច apply វា បែប ហ្នឹង okay បន្ត មក ទៀត តាក់ទង ជាមួយ នឹង classification pattern hey by intern or purpose in this book អញ្ចឹង សូម ចូល catalog វា មក okay អញ្ចឹង មួយ នេះ តាក់ទង មួយ pattern របស់ យើង ដែល យើង នឹង យក វា ទៅ ប្រើ អញ្ចឹង តាក់ទង មួយ factory method okay យើង មាន pattern មួយ abstract factory ក៏ មាន pattern មួយ adapter ក៏ មាន pattern មួយ bridge ក៏ ជា pattern មួយ builder ក៏ ជា pattern មួយ prototype ក៏ ជា pattern មួយ ដែរ អញ្ចឹង pattern ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ វា បម្រើ ការ ងារ ទៅ តាម ប្រភេទ នៃ okay category របស់ យើង ថា organization ណា គួរ តែ apply បែប ណា okay តាក់ទង ជាមួយ នឹង កន្លែង ណា គួរ តែ ប្រើ មួយ ណា អញ្ចឹង ទាំង អស់ គ្នា អាច មើល វា ឲ្យ លម្អិត ទៅ អាច apply វា បាន ណា okay អញ្ចឹង ដូច ជា factory method ឃើញ តែ icon ទៅ យើង អាច ដឹង ថា គួរ តែ apply pattern ហ្នឹង ទៅ ក្នុង organization ណា okay តាក់ទង ជាមួយ prototype គួរ តែ រុញ ប្រភេទ pattern ហ្នឹង ទៅ ក្នុង organization ណា okay អញ្ចឹង យើង មក មើល តាក់ទង ជាមួយ នឹង ប្រភេទ behavioral pattern វិញ វា មាន ជា chain of responsible ជា common ជា iterator ជា mediator ជា memento ជា observer ជា state ជា strategy ចឹង អ្នក គ្នា គួរ តែ ប្រើ pattern ហ្នឹង ទៅ ប្រភេទ organization បែប ម៉េច នៅ ពេល ដែល អ្នក គ្នា កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង business មួយ ហ្នឹង okay ចឹង អាច លម្អិត វា ទៅ តាម ប្រភេទ មួយ មួយ ណា លោក គ្រូ ហ្នឹង ដែល demo មក ទេ ចឹង ក្នុង នេះ ដូច ជា creational creational គឺ មាន មក ជួរ នេះ ចឹង this pattern provide the various object create mechanism which increase flexible and reuse of the existing code ចឹង មាន ន័យ ថា យើង ប្រើ សម្រាប់ ប្រភេទ existing code ឬ ក៏ ប្រភេទ តាក់ទង ជាមួយ នឹង business case ណា ដែល វា ជា flexible ចឹង ទៅ structural គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង this pattern explain how to assemble object and class into the larger structure okay while the keeping the structure flexible and efficient ចឹង មាន ន័យ ថា យើង ប្រើ វា សម្រាប់ organization ឬ ក៏ business ណា ដែល យើង រៀប ជា structure okay ហើយ វា មាន តាក់ទង ជាមួយ នឹង organization ណា ដែល organization ណា ដែល មាន ជា large structure ក៏ យើង អាច apply វា បាន ដែរ អញ្ចឹង ប្រភេទ ជា structure មាន ប្រភេទ business ណា ខ្លះ តើ អ្នក អាច analyze តិច ទៅ ហើយ អាច ដៅ វា បាន ដែរ គួរ តែ ប្រើ បែប ណា okay មួយ ទៀត តាក់ទង ជាមួយ នឹង behavioral pattern គេ ដាក់ ថា this pattern are concerned with algorithm and the assignment of responsibility between object អញ្ចឹង តាក់ទង ជាមួយ នឹង behavioral គឺ យើង apply ទៅ លើ organization ណា ឬ ក៏ business case ណា ដែល ផ្ដោត ទៅ លើ algorithm ឬ ក៏ ផ្ដោត ទៅ លើ responsibility រវាង object របស់ យើង ថា object យើង វា respond ឯ ខ្លះ តើ ណា អញ្ចឹង បើ យើង វិភាគ មក ពាក្យ បច្ចេកទេស វិញ creational structural និង behavioral okay អញ្ចឹង យើង អាច វិភាគ បាន ថា ម៉េច អញ្ចឹង creational យើង ផ្ដោត ទៅ លើ ការ creative ឯង អញ្ចឹង pattern ហ្នឹង គឺ ឲ្យ តែ business case ណា ឬ ក៏ organization ណា ដែល ផ្ដោត ទៅ លើ creative ឬ ក៏ creation យើង apply creational ហ្នឹង ចូល
structural វិញគឺយើងចង់បដោតទៅលើ business case ឬក៏ organization ណាដែលបដោតទៅលើ structure រៀបចំ structure ឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅគឺអាច apply structural នឹងបានហើយចុះដល់ពេល behavioral វិញគឺយើងចង់ពិពណ៌នាអំពី business case ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ organization ទាំងអស់ហ្នឹងថាវាមាន behavioral បែបម៉េចយើងមាន overview បែបម៉េចសម្រាប់ business ហ្នឹងអូខេឥឡូវលោកគ្រូឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងរោងចក្រផលិតឥឡូវយើង example សាវៀកម្ពុជានៅផ្លូវជើងឯងនេះអញ្ចឹងវាជារោងចក្រប្រភេទ manufacturing ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបដោតតែការផលិតទេអញ្ចឹងមកបដោតតែការផលិតថាតើយើងគួរតែ apply តាក់ទងជាមួយនឹង creational pattern structural pattern ឬក៏ behavioral pattern នៅលើ manufacturingcompany នឹងមួយអញ្ចឹងសុំ idea បន្តិចមកអញ្ចឹង behavioral គេចង់សំដៅទៅលើ characteristic នៃ business case ហ្នឹង structural គេចង់សំដៅទៅលើ structure នៃ business case ហ្នឹងវាមាន structure បែបម៉េចអូខេដល់ពេល creational គឺយើងចង់សំដៅទៅលើអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងការ create មានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធដែលយើងបង្កើតសម្រាប់អូខេ business case មួយនឹងឬក៏យើងហៅថា creation mechanism អញ្ចឹងប្រភេទអូខេ manufacturing នឹងវាជាប្រភេទ creational pattern អូខេមិនជាប្រភេទទេយើងអាច apply creational pattern ឬក៏ structural pattern ឬក៏ behavioral pattern បានអាច apply បានប៉ុណ្ណាសម្រាប់ business case នឹងមួយអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះគេហៅអីបើអីបើស្អីទេក្រុមហ៊ុនស្រាវៀកម្ពុជាអញ្ចឹងបើយើងហៅក្រុមហ៊ុនស្រាវៀកម្ពុជាអត់ត្រូវទេគេមានឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបើគេឧទាហរណ៍ដូចក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេមានប្រភេទ1 2 3អញ្ចឹងទៅប្រដាក់របស់វាអញ្ចឹងស្រាវៀកម្ពុជាគ្រាន់តែជាប្រដាក់មួយនៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឯងផ្ដើមដល់សោះ B លោកគ្រូភ្លេចបាត់ទៅអូខេអញ្ចឹងអាច example កន្លែងហ្នឹងមួយមកថាវាជាប្រភេទអីអូខេឬក៏យើងអាច apply pattern ណាមួយបាននៅក្នុង business case មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងគិតវា5នាទីសិនមកអញ្ចឹងម៉ោង 10:40 នាទីសុំចម្លើយអ្នកមួយអ្នកមួយអូខេសុំតើអ្នកមក idea ទៅបាននេះគ្រប់ហើយចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងគេពិពណ៌នាពីអីខ្លះអញ្ចឹង intent របស់វាគេដាក់ថា factory method is the creational design pattern that provide an interface for the create object in the superclass but allow the superclass to alter the type of the object that will be created អញ្ចឹងមានន័យថាវាទៅបង្កើត object មួយនៅក្នុង superclass ហើយវាអនុញ្ញាតឲ្យអា superclass ហ្នឹងមាន subclass បន្តទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះគេមានតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះគេមានតាក់ទងជាមួយនឹងរូបនេះមួយតើអ្នកនេះឃើញរូបនេះប្រហែលជាអាចដឹងថាគេនិយាយអំពីអីអូខេអញ្ចឹងគេមាន logistic គេមាន road logistic គេមាន sea logistic អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអីកន្លែងហ្នឹងបដោតទៅលើ logistic ការដឹកជញ្ជូនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតគេមាន problem មួយគេដាក់ថា imagine that you are create a logistic management applicationគេយើងបដោតទៅឡៃនេះអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ logistic ទេថាតើយើងអាចទៅសិក្សាតាក់ទងជាមួយនឹង process ឬក៏ដំណើរការនៅក្នុង logistic នឹងបែបម៉េចគឺទៅសិក្សានៅលើ pattern វានឹងឯងតើណាគ្រប់ logistic ទាំងអស់នៅលើសកលលោកគឺមាន pattern តែមួយគ្រាន់តែខុស style គ្នាបន្តិចតួចទេតើណាឧទាហរណ៍ sales management មួយចុះអញ្ចឹងការលក់កន្លែងណាក៏ជាការលក់ដែរនៅ restaurant លក់អត់លក់ប៉ុន្តែគេលក់អីលក់ម្ហូបអាហារលក់ភេសជ្ជៈអូខេនៅកន្លែងបារក៏គេលក់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេលក់អីស្រាគ្រឿងក្លែមអីចឹងទៅនៅកន្លែងណាទៀតហាងលក់កុំព្យូទ័រគេលក់អីគេលក់កុំព្យូទ័រជាបណ្ដាគេចឹងទៅ minimart មាន sales management អត់មានដូចគ្នាលក់ផលិតផលចម្រុះអូខេកន្លែងខ្លះអត់មានបណ្ដាសោះលក់តែសេវាកម្មទេអានឹងក៏ជា sales management ដែរក៏ប៉ុន្តែគេលក់ទៅលើអីលក់ទៅលើ service
Okay, chẳng biết style đã mua được có miễn pattern đã mua vậy cứ cell management. Còn bạn ấy overview về bản thân thì tất cứ việc học cái này. Vì miễn tại tôi mua mát cứ pattern về copy restaurant ấy chẳng tới. Tại tôi chỉ mua nên tại tôi mua cà luộc ấy và đặt để chia hàng công sẽ tới. Vì style copy mát ấy chẳng tới. Chẳng dừng còn ai apply mát management từ lứa computer management rồi có apply computer management từ lứa restaurant bàn này nhưng thử bài chạy pattern việc đáy có phần này còn sập dưới cứ sell tại đây chân nước lại nhìn dương miên bởi sinh thì kia ao dương bằng cao logistic management application mùi chân dương thật kết từ lứa ấy khỏe nó không được ok chân cái lực problem màu ấy the first version of app can only handle transportation by truck so the bug of your code lie inside the truck class. Chừng cái bắt đầu từ lưu ấy, cái bắt đầu từ lưu can handle transportation. Chừng đầm bay ai, ok, respond từ lưu transportation bán cứ dừng aside từ lưu truck này, miền land, miền cọc pal này chừng này, xem nhạc logistic. Ok, chừng bắt đầu mà tiết, cái đã thầm mình. After a while, your app become pretty popular. Each day you receive dozens of the requests from the sea transportation company to incorporate sea logistics into the app. Chẳng khẳng lơ ní cư dương à sài phò chừng mùi nâng trạc xe mẹp logistics management bởi dương thư tại từ lưu lan nè xe mẹp đọc về hai miền cồng hôn mùi tiết kì chong apply logistics chừng mùi nâng ok, cá đừng chung tam cọc bạc chẳng dương thật thương mệnh đó sẽ giới kì bạc mệnh nơi lại nhận ok. Chẳng như mình logistic app để chúng ta đào từ lửa trạc mùi, trạc bì, trạc bay, trạc buồn. Chẳng như mình đào mình tạo tương cho mùi nâng corporator xe anh tiết máu quạt trong apply cho mùi nâng ca đừng chung lợi tập quýnh thật ta dương thử customize app dương bạc mình chẳng dương thử từ đó pattern và time này thế chẳng cua tại phạch việc bạc nè chẳng cái này kịp hiệp tha add a new class to the program isn't that simple. If you rest the code is already okay, coupled to existing class. Okay, em mặc hàng khổng. Cái đã tha create new rights. Xua dương tha bạc cao thamay mến. But how about the code? Okay, chẳng kì xua dương bạc cao thamay. A code nâng viên mạch đại. At the present, most of your code is the coupled to the track class. Add the ship into app. Okay, would require making a change to the entire code base. Moreover, if the latter you decide add another type of the transportation to the app, you will be probably need to make all this change again. And as a result, you will end up with a pretty nasty code, okay, redone with the condition that switch app behavior depending on the class of transportation object. Okay, chẳng khỏi bị cái define problem hay, nhưng cho mà đo solution này. Chẳng solution kế cứ kì miên logistic, kì miên road logistic, kì miên sea logistic. Chẳng road logistic xa mẹp truck. Ok, chẳng này ai sea logistic xa mẹp ship. Chẳng dương apply bên nâng tới dương ai đó sẽ problem nâng bàn này. Ok, chẳng xa mẹp system bởi dương. Và xin dì dương biểu hai ở hai. Kê thử ca và time biết dương thử thư mệnh. Dương thử thư pattern môn sần, môn bê đà apply code. Ok, và đây sẽ mẹp truyền đoàn lực hữu có đối chí truyền đoàn khối khối đại lực hữu chuốc phía trớn ở sơ ban bắt đầu từ lưu pattern mà này ok chẳng sẽ mẹp nẹ đại riêng rồi có thư chìa project sẽ mẹp cao phía rồi bài ca rồi có thể sĩ nếu bạn thân nạc bài nhạc bát rồi có ấy nâng phía trớn đặt pattern tới con trăm đám của vị của bà này tìm mũi con mưa ẩn dù phía bí con ok ẩn đăng thảo bọ sẽ ấy bài của mình chẳng miền này thảo mình. Mình nên thay con bắt đầu tại từ lưu developing này. Tại từ một cột. Con đoàn bán bắt đầu từ lưu concept được có process này. Cả lại như thế này. Ok. Chẳng ở tí ho mùi. Con thư tại từ mùi student registration. Ok. Chẳng student registration cứ dương thử cho survey data nó cả lại nè. Để mới đăng ký process bảo viện. Ok. Chẳng mình tư sở lá. Hãy từ hồ ca giả lấy. Chùa mục được có ca giả lấy để từ tu bình túc. Ok. Từ tu bỏ miền sớt rồi có chọc mùa sớt. Chẳng tam sẽ là mùi mùi ánh miền chia receptionist. Đại có từ tu spa cung sớt hát có chọc mùa sớt châu lạ. Chẳng còn ở tầng mưu process nó lại nâng ấy.
quạt analyze khuôn ảnh tìm mùi chân gồm hoa quạt tìm mùi cứ ọt chọc survey data chạy sẵn hãy chạp đam analyze mơ khuôn ảnh nhé. Ok tìm bí quạt vô sample bì kê màu ủ tì hoa quạt thư tẹo tông chú mùi nâng aga student registration quạt ọt mơ process nâng aga tí quạt tử mơ sample rồi có process flow bộ sản lạp xem xem để kịp hôn lửa internet còn bà đây aga cái miên khẩn sập mùi cứ kì cho chú mùi tạm online như chân tử chân con sơ ở trang bánh màu sở lại còn đây cho website sở lại hãy cho chú mua tam nè ok input form miễn mà chân luôn đó anh cho chú mua bàn nè chân ở nâng cứ chia cùng hồ chú con mùi vậy tỏ đắt ok chân bật sân gì dương trong thư student registration nào cả cứ thư lên cả thì tại sao ấy kì miễn existing ok application hào vậy chân ở vậy để dương thử mà thư mùi a cả để tôi mùi registration màu mới sẽ tông dùng với existing register nâng hay ok approve with time và khác ấy nếu mình cũng nói cho nó khó chứ con lại nè anh đang chứng dương ai cho bạn và đây có lòng máu chỉ tu tới con sơ con fake form biến trần ok con thưa ca nghe sẽ tông dùng với năng cà phê shop và đây con ọt chọc từ cà phê con quy nơi cà phê mến có con ọt bàn analyze được có sạc kết mơ process này cà phê nâng đại ok chẳng năng chia cho nó khoảng hạt mùi dùm em khi dương tu tớ đại quạt mà riêng bachelor khỏi khỏi hay ở đằng tha quạt ọt cho bác rồi có quạt ọt bàn xong cắt rồi có quạt ok ọt xoay nhu mà gì và nay chúng nó ăn nhóm riêng để chia phí bọn đọc phí chấm cứ khu quạt phí riêng phí khẩn sập trần ok chẳng có tiêu hoa tha ở lớn nhóm tự thuê ca nơi cả lại phương trình đi thang với cho nhóm căn khang sẽ bà cam mình và bản dưỡng ai sẽ kết mơ bị process đi restaurant nâng bàn tha restaurant nâng start bị ná hay stop tự cả lại nha ok anh nâng dưỡng ọt căn nơi reception đi phong và căn nơi reception đi với system kia rút mấy dưỡng ai đang process bàn tự ngọt ok chẳng là nâng cứ chia cho nói mùi để thử nô tốt hay ở vậy để ai sai bán cứ sai nó sẽ ôn khỏi khỏi oi sắp xa bị còn sắp ở chợ tịch thế hãy mùi tiết nó về để quạt vô process kia đi vô tờ khi oi mà tổng đông hết rồi quạt ọt ai ăn ở lại trên này có đăng là cái tầng mấy tầng chẳng câu kia mà mấy cái tầng chẳng này chẳng biết copy còn sắp bởi dương này ok chẳng khỏi bình đăng mà tiết dương và cao chỉ interface transportation và to máu dương miên chỉ method deliver muối ok hay dương và cao chỉ inheritance track hay là ship chính dương ban method deliver nâng chân nguồn pi và time tiết xe mẹp track nâng xe mẹp ship ban này ok chẳng nâng lại ní transportation dương thật ban đọc xe ok C logistic từ một này ship chân tự tại tầng mùi road logistic tầng mọc nét ok tại tầng chùm mùi nâng truck ok chân xe mẹp process dưỡng cư thật bàn đọc sẽ phân nâng hai khăn khổm nít chia structure nấy ok đại dược ra mùi dưỡng ok nít đi chỉ châu structure xe nhé ok ở nút factory ở nít structure creator product ok concrete và đặt A ở đây chỗ xe như thế này ở đây sudo code dialog chứng chỉ example và kia ok yep ở đây class dialog application ok chứng ảnh nâng theo tôn chứ mùi nâng factory method mùi ở lớn xa từ mùi abstract mùi máu chứng nâng lại này khi mình abstract factory mùi ok dương miền ấy tiết spirit factory dương miền là theo tôn mùi rima midor factory chúng vận động đi factory dương chỉ chờ cho cái này hay cái define để tôi chỉ mùi nâng problem màu ấy nó có lại này chúng cái data imagine that you are create a furniture shop simulator chúng dùng bằng cao để tôi mùi hàng furniture muối your code consists of the class that represent chúng dùng miền a dùng miền family related product dùng miền several brand of the this family for example product chair sofa cafe table ok chẳng are the available in this brand modern ok Victorian hay nâng add the core chẳng là nếu problem để cái define máu hay cái ao dương đọc xe như cái này ok chẳng là nâng cứ ca phở phẻ business case bởi dương hỏi dương từ draw pattern xe mẹp show việc chẳng từ mục tiết ai nâng miên problem bạc nâng
hay tụi ông kia ai apply từ lơ tệ tôn chỉ mùi nâng pattern á đồng bây ai đọc xe từ lơ càng nhiên nâng bản ok hay nâng cái này ní dương ai mà mưa structural mùi tiết mắt thì họ tha tệ tôn mùi bridge rồi có adapter ok chân nâng cái adapter ní cái đã tha structure design pattern that allow object with incompatible interface to collaborate ok hay này cứ miên problem mùi imagine you are create a stock market monitor app chừng bây giờ chúng tôi tệ tới một stock ok market monitor app thì chúng tôi thử bài mày hay cái lại này cái ơi smartcam mà bật thêm tiếp the app download the stock data from multiple source in HTML format and then display nice looking the chart and diagram for the user. At the same point, you decide improve the app by integrate a smart third-party analysis library, but the catch the analysis library only work with the data ingestion. Chẳng là bây giờ dùng mình stock market monitor mới, hay tạo tông mùi resource bởi dùng dùng ai phở thì multiple là không đồng dùng ở bàn. Chứ bởi xin chỉ dùng miền format mùi tiết cứ chế xuân thả ta dùng thử bật thêm vì chỗ được không rồi có upload cho được không stock market dùng bạc mạch bản ok chẳng là tì hoa mùi này application dùng cứ dùng miền core database mùi chỉ ở dùng alpha chẳng ai đã ở dùng alpha cho máu cứ dùng ai analyze biết tôi chia stock monitor bản này chẳng là bây đấy dùng bật thêm tệ tương chủ mùi nâng chế xuân file cho mình chẳng quên cho tới ớt bà này miền bài nhà hài chứ như thật đó sẽ ai bị bài của mình chứ anh draw pattern nâng và thay mấy kiến tích tớ của và thay mấy 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 có thể dừng ai mà khu pattern nâng hàng khổng bài ok trên cái data you can create an adapter this is the special object that convert the interface of the one object so that another object can understand it ok anh nâng hàng khổng ní ok cái thứ mày cứ kêu mau và thêm để tôi chỉ mùi nâng object mùi tiết ai dùng ở thu json adapter hãy dùng ai cho anh json cho ai dùng ở cho json bạn ok chấn real world analog anh ấy để tôi chỉ mùi nâng traveler abroad ok chấn chọc thầm thầm này solution bây giờ cứ lại những mùi ok chấn càng nghe smart design pattern này sử dụng ở clay tới cứ dùng do problem nó trong business case do một solve cho nó trong tụm rung chia pattern trên từ mục tiết ai mình chua vậy tha nó sẽ bị bạc mình cái bạc mình trên smear hai nấng lũ sông và hai bên nấng sân hay khi này dương ai do viên từ mưa và hai tiết để trong mùi pattern ấy ok trên môn phê và chóp sông từ lọc từ thêm bởi dương tích ok trên dương miên thêm mùi này ok chữ ca xoa cung ok thân nạc thamay bởi dường ok chân tầng học này ai từ an đọc xung minh nâng mà chọc tới đăng thật kì ai dược phụ ai vậy ok chân có lại nâng cứ tạ tôn mùi ca drawing tạ tôn mùi sequence diagram rồi có wireframe FMC rồi mẹp support từ lứa ok module tiêu pram nâng hai bởi xanh chìa ớt đăng tha à module pram nâng dây bị ai tế chăm là cũng bỏ link để ao download resource về từng đồng chân resource về từng đống cứ nực nông này ở từng áo về miền chừng luôn mẹ mùi nâng tế cứ mùi ní ok bẹt màu bình sến chi ấm ok temperature oh sorry